Hello, xin chào tất cả anh em nha. Với lại chào luôn cô dì chú bác. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em với lại cô dì chú bác đi bắt em ở trong cục điện về nuôi nhé. Thì ở đây thì mình bắt thì nó có hai khung giờ để bắt em. Thì lúc khung giờ sáng thì chúng ta bắt từ 8 giờ tới 10 giờ là chúng ta đi tìm về bắt cái nhà mồi. Và khung giờ thứ hai thì chiều chúng ta đi cũng tầm 2 giờ là lúc em nó đi vệ sinh á. Thì chúng ta bắt. Thì ở đây mình chỉ đang có một đàn này, mình sẽ quay cho cô dì chú bác xem nhá. Ok, thì cách bắt thì mình sẽ nói cho đến thì đây cho hết clip luôn, chỉ hướng dẫn cho mọi người bắt từ A đến Z luôn nha mọi người nhá. Đây, hiện tại thì đây cũng ở đây có một đàn này mọi người ạ. Thì nó hơi bị chói nắng xíu. Ở đây thì một lỗ này mọi người. Cái này một lỗ nữa nè. Em khá là nhiều mọi người. Đây là lỗ thứ ba và đây là lỗ thứ tư anh em ạ. Đó. Thì đàn em này khả năng rất là đông. Thì hình thức bắt thì ở đây mình dùng leo não, mình chỉ đập nhuyễn rồi mọi người ạ. Đó, leo não là một nơi khác họ gọi là bột phiến đó mọi người, phanh phiến á. Thì chúng ta thổi trực tiếp vào. Này bánh tô nó làm khá là dài rồi mọi người ạ. Thì mình chỉ thổi được trực tiếp vào và cái bột leo não này nó làm cho em nó khó chịu quá, nó chỉ ra anh em ạ. Đó mọi người thấy không? Bột leo não đang thổi vô. Ở trên kia thì phải cho cái vòi cao cao lên để rảy cho nó bay cho nó chứ. Thì một đàn như này thì chúng ta có thể bắt 3-4 viên lông não gì đó là ok rồi mọi người. Chưa giờ thì mình đã thấy một số con đực đã bay ra ngoài rồi mọi người ạ. Đây mình để chụp cho mọi người xem một con đực. Đây là con đực nha mọi người. Mình chụp một khoảng một là dính con đực luôn đây. Đây là con eo đực rồi, eo này thì nó không có chích, cái đít nó tròn á, nên nó không có chích. Và chỉ có con eo thợ nó mới chích thôi, đây con đực ra khá nhiều. Ok, thì sau khi chúng ta bỏ một ít lông não vào thì bữa tối thì em đã cái đầu bày ra rồi mọi người. Ok, thì mình sẽ bắt được nhiều đàn, mình chỉ quay lại cho mọi người xem nhé. Thì mình sẽ để đàn này đó. Và mình đi tiếp để mình bắt tiếp rồi cái tí nữa khoảng tầm 20 phút đến 30 phút mình mới quay lại mình thu hoạch nha anh em. Ok, thì cùng mời mọi người đi theo chân mình nhé. Giờ mình bắt tới cái đàn thứ ba nha mọi người. Và đàn này nó hơi cao rồi nên mình phải leo trên cái đống củi này mình bắt. Cái này không có thối được cho nên là phải với từng đoạn lông não để đút vào mọi người. Một này cục lớn, em khá là đông. Có em khói luôn nè. Anh thấy quay vô em khói anh đi. Em khói nè. Em khói nè mọi người. Em khói vàng nè. Nghĩa là khu vực này có em khói mọi người ạ. Chắc khả năng cũng khá là gần rồi đây. Cái lỗ này biết rồi. Vào phía này nè. Ui lỗ này biết luôn. Bỏ mấy cửa tổ luôn. Bỏ hai cửa tổ cái này. Hai cái lỗ đó. Ui em khói. Hai cái lỗ tổ bên đó nó biết hết rồi mười. Bây giờ ở bên đây phải leo lên trên cao. Này cũng chưa phải là lỗ tố lỗ tố là cái lỗ trên rồi. Còn khối gặp ở trong xa không? Thêm miếng lỗ trên nữa.
được, nèm khúc đói thì bắt được. Vừa to. Ong bắt đầu lộn lên rồi đó mọi người. Ok, chúng ta đi tiếp. Khoảng tầm 2 phút nữa quay lại tiếp. Bắn lên. Đây nha mọi người. Thì hiện tại bắt để khoảng tầm 15-20 phút thì mình quay lại thì em nó ra cỡ đây nè. Mà đây khá là đông, nhưng mà em được cũng khá là đông mọi người, như là chưa có chúa. Bên này còn có lai rai một ít. Đây nữa. Đàn này chắc có khả năng là vô khối là chỉ ra hết người ạ. Ở đây mình vòng vòng mình tìm thử coi có chú hay không nha. Đàn là ông đực với ông đực không? Ông đực khá là nhiều, đàn này chắc xếp dưới đàn người. Em được đồng thế nhỉ? Chú chưa có. Chú chưa ra. Chú chưa ra ở cái khu vực này. Ok, thì giờ đầu mình vô khối nha mọi người. Vô khối để mình bắt nhân cái đèn này. Trời, cho bắt đầu nó đổ mưa rồi ạ. Trời nó đổ mưa thì mấy em hỏi được nha. Em nói chỉ vô ngược lại. Tại vì nó đổ mưa là nước mưa từ ở trên đồng của con biển nó đổ xuống á. Cái tay xuống thì lông não của chúng ta nó chỉ trôi xuống dưới và em bắt đầu nó chui ngược vô lại trong cục điện không bắt được. Ok, mình dừng máy mình vô khối. Ok, bắt đầu mình vô khối nha mọi người. Đây bình khối mình xếp sẵn đây thì các bìa nylon lông thôi. Khối này mua trên Shopee. Em này không sửa khối rồi. Bắt đầu mình đuổi dần mấy con em ở ngoài cột trước, bắt đầu mình cho vô trong trụ luôn mọi người. Mình bơm khối trực tiếp vào. Rồi ra cái đoạn mình phá ong cho nó vào nón nha mọi người. Thì nó vào nón này thì tí nữa tí nữa mình quay lại mình bắt chúa cho mọi người ạ. Hiện tại chúa vẫn chưa tìm ra nha mọi người. Rồi em đang vô nón này. Một số con nữa thì nó bu vào mặt. Thì mấy anh em nào mà mới bắt á thì mấy anh em nên mua cho mình một cái nón bảo hộ nhé. Đây cái nón bảo hộ thì mình có sẵn đây. Mọi người mà máu bách á, mua mình một cái nón hộ như này nè, để trùm cái mặt cho nó khối bay vào mặt, chứ còn em này thì nó bu vào mặt, tại vì mình bách lâu rồi cho nên là mình quen rồi anh em ạ. Nhưng mà mình phải đôi lúc phải dùng theo cái nón đó, tại vì nhiều vàng nó bu vào mặt, nó bu khiếp lắm, bu và nhột lắm mọi người ạ. Ở đây vẫn chưa thấy chúa mọi người, coi toàn em được đây xuống được khá là nhiều, như là chúa nó còn trong cục chưa ra. Thì lúc nãy mình cũng qua vô khối rồi thì ong này thì mọi người và cái nón mới thì nó khó vô, thì tí nữa mình chỉ hướng dẫn mọi người cách làm sao để cho ong nó vô cái nón mới đó, là đẹp luôn nha mọi người. Đàn này thì cũng nguyên thế này thì cũng được, nuôi cũng ok, cũng đến nỗi nào mọi người. Đàn có khả năng rất là mạnh. Mình bắt cái đợt này thì ngay vào lúc ong nó đang có đực á, chuẩn bị nó chia đàn á, thì mình bắt như này thì giảm thiểu cái số lượng ong nó chia đàn đi. Này cũng tầm mấy lần em coi chứ không có nhiều mọi người ạ. Đàn này mình thất bại rồi mọi người. Mọi người thấy nghe em chúa đâu đây này. Mà cái đàn em nó bỏ nó đi đâu hết rồi mọi người, quân nó bỏ đi đâu hết rồi. Giờ còn con chúa này ra đây mọi người, mà số lượng nó ít quá. Đây này nó có một nhóm này thôi, nên này mình bỏ luôn mọi người. Đây con chúa này mọi người. Đây này mình thấy chỉ rõ mọi người thấy con chúa đây này. Đó mọi người thấy không, con này là con chúa nha. Đó, để cho mọi người nó phân biệt rõ ràng hơn. Đây mình bắt đụng nhẹ chú tị rồi thấy chú đó
Đó là con chuối nha mọi người. Đây nha anh em, hiện tại mình đã bắt được con chuối rồi nha mọi người. Của cái đàn này nha, đây con chuối thì to đây. Mà hình như là mình thấy con chuối này nó bị cái cánh nó bị đứt nha anh em. Thì để mình xem nó như thế nào nha anh em. Rồi bắt đầu mình bỏ chuối vô rọ rồi mình treo lại và thu cái đàn này luôn nha anh em. Cái lượng nguyên cũng rất ok anh em ạ. Cái đàn này vậy là thành công mỹ mãn rồi đó anh em. Anh em cứ làm theo cách của mình mà bắt thì độ thành công nó cũng được 90% nha anh em nhé.